Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả những anh em đam mê đam bóng với cùng với tất cả quý vị và các bạn đam mê bộ môn uh, bóng đá. Đã quay trở lại với kênh kiểu bóng Văn Khánh. Thì uh, trước khi mình lên video đầu tiên cho tất cả quý vị và các bạn cùng những anh em đam mê banh bóng trong ngày hôm nay thì uh, mọi người hãy cùng mình điểm qua hai trận đấu mình lên cho anh em vào, vào chiều và tối qua hai trận đấu U19 mình nên cho anh em chiều vào tối qua đó là trận đấu giữa U19 Hy Lạp gặp Tây Ban Nha. Ở trận đấu này thì những anh em nào mà đầu tư trên video thì chắc chắn là lãi rồi, đúng không ạ? Mình cho anh em tài hiệp 1 và tài cả trận thì thực ra thì với những anh em nào mà đầu tư ở trên uh, đầu tư mà qua video của mình thì anh em chỉ lãi được một mã kèo thôi. Còn với những anh em ở trên nhóm thì ăn rất là lo nha, rất là lo nếu anh em xem kỹ video ở trận đấu giữa Hy Lạp và Tây Ban Nha thì mình cực kỳ kết kèo tài hiệp 1 và kèo tài cả trận nhé anh em. còn lại thì uh, những anh em nào chơi trên video thì sẽ thua thêm cái kèo uh, Tây Ban Nha chấp 1,5 uh, Tây Ban Nha chấp 1,5 và mình đưa cho anh em kèo uh, đi Hy Lạp. còn với kèo Iceland, Iceland gặp Na Uy thì uh, nói chung là rất là đen phải không ạ anh em? thì mình có đưa cho anh em kèo tài hiệp 1 và kèo tài cả trận. Kết quả chung cuộc thì nó vẫn là 1-1. Vẫn là 1-1 thì uh, thua cả hai kèo. Như vậy là tính ra thì với những anh em mà đầu tư từ cái video của mình thôi mà không liên hệ với mình hoặc không qua nhóm của mình thì anh em đã thua mất một mã kèo. Còn với những anh em ở trên nhóm thì vẫn là bú nhá. Vẫn là bú vẫn lãi chứ không nổ được. Tại vì hết hiệp một trận Na uy thì mình đưa tiếp cho anh em kèo tài 1.5 FT thì anh em đã gỡ lại. Rồi thì với những anh em nào hiện tại mà đang đầu tư bên ngoài hoặc qua các trang trả sau hoặc qua cỏ thì hãy liên hệ ngay với mình để lấy một trang trả trước uy tín rút nạp nhanh chóng mà chơi. Ở trên nhóm của mình hiện tại thì đang có 113 thành viên rồi. Thì anh em sao lưu suốt nha thì anh em muốn vào nhóm để giao lưu học hỏi kinh nghiệm đầu tư bóng đá thì uh, hãy liên hệ ngay với mình hiện tại thì anh em đang đầu tư loạt bóng uh, nhật loạt bóng nhật ở uh, những mã kèo này thì ở nhóm mình có tâm ca nên cho anh em tham khảo đầu tư nói chung là với bóng chính thì mình sẽ lên cho anh em còn với bóng uh, cỏ với một số giải như uh, mấy giải ở châu á thì mình rất ít khi lên mình chỉ lên các giải châu âu hoặc nam mỹ thôi rồi thì uh, Hiện tại thì mình đã lên video trận chung kết giữa U21 Anh gặp U21 Tây Ban Nha vào lúc 23 giờ đêm nay. Thì anh em cố gắng uh, xem kỹ video để lấy những thông tin cũng như những mã kèo để tham khảo đầu tư. Có anh em nào cần nhiều mã kèo hơn, cần nhiều mã kèo mà nó sát với trận đấu hơn thì anh em hãy liên hệ ngay với mình qua số Zalo hoặc tên đang chạy trên màn hình. Rồi tiếp theo mình sẽ lên cho anh em trận đấu tứ kết của CONCACAF Trận đấu giữa Panama gặp Quata và anh em sẽ có một kèo đánh rất hay, đó là kèo mình bật mí luôn cho anh em. Kèo này mình đảm bảo là đánh sẽ lãi. Anh em đánh sớm cho mình cái kèo Qua uh, Quata chấp được chấp một hòa. Anh em nhá. Mình tin rằng ở trận đấu này có thể là phút phải ngoài 20 nó mới lộ. Nếu mà trường hợp đó xảy ra thì anh em khi đó là kèo chấp này nó sẽ xuống không phải làm anh em đánh quay đầu kiểu gì anh em nãi luôn nhá kèo này cái đang đưa ra anh em biết là gì không là có thể tỷ số nó là một không ft có thể nhá có thể panama thắng đây là mình nói trước nhá có thể panama thắng nhưng mà anh em mà tỉnh đoàn hãy đánh ngay cho mình cái kèo qua ta được chấp một hòa FT nhá. Chấp một hòa đánh luôn. Rồi thì uh, hiện tại như anh em nhìn qua thì uh, đây đang có kèo chấp 0.75 bỏ đủ ăn 79 kèo tài 2.25. Bỏ đủ ăn đủ và anh em đi xỉu sẽ ăn 88. Ở trận đấu này đa số anh em sẽ vào cửa xỉu nhiều nhưng mình sẽ đi ngược anh em nhá. Trận đấu này mình nghĩ có sẽ có kết quả là 2-1. Hiệp 1 thì đang chấp 0.25 anh em bỏ đủ ăn 82 và kèo rung hiện tại đã có rồi, ăn 70 thôi. Còn kèo tài một hòa anh em sẽ bỏ đủ ăn 84. À xin lỗi anh em bỏ đủ bỏ 84 ăn đủ và kèo chấp hiệp 1 sẽ là bỏ 76 nhá, chấp 0.5 và là match chấp. Rồi thì hiện tại mình đã thông tin qua cho anh em về cái các mã kèo ở trận đấu này. Thì bây giờ anh em hãy cùng mình đi tới cái thông tin Thông tin về trận đấu này. Với Panama thì uh, 3 trận đấu ở vòng bảng, họ giành được hai chiến thắng, một trận hòa trước El Salvador. Họ thắng trước Martiniqui thì uh, với tỷ số 2-1, thắng trước Costa Rica với tỷ số 2-1. Điều đó thể hiện rằng Panama cũng thuộc đội khá là mạnh nhá. Còn ở CONCACAF Nations League thì uh, họ thua trước uh, Mexico với tỷ số 0-1 và thua trước Canada với tỷ số 0-2. Như vậy là 5 trận đấu gần nhất họ thua 2, thắng 2 và hòa 1. Tính xa hơn 10 trận thì uh, họ có được 4 chiến thắng, 3 trận hòa và thua 3 trận. Với Qatar. Với Qatar thì 3 trận đấu ở vòng bảng thì uh, họ thua 2 ti với tỷ số 1-2. Họ hòa, hòa được Honduras với tỷ số 1-1 và họ thắng Mexico với tỷ số 1-0. Vô tình sau khi thắng Mexico thì họ lại được vào vòng tứ kết Trong khi đó Honduras và Haiti bị loại Thực sự là mình nghĩ ở trận đấu gặp Mexico này gần như là mua kèo Mua kèo anh em ạ <laughs> Nó như kiểu là dàn xếp Dàn xếp Nhưng mà mình nói thì là nói vậy Nhưng mà Mexico lúc đó thì nó đã chắc chắn là đi vào vòng trong rồi anh em ạ Mexico chắc chắn đi vào vòng trong rồi nó chỉ cần mà nó chắc chắn là đứng đầu bảng luôn còn có ta thì nó thắng là nó vào thôi còn hai thằng kia đập nhau không đập được nữa thì loại đúng không ạ với qua thì như anh em thấy ở đây 5 trận đấu gần nhất nó thắng được hai trận Thua hai trận và hòa một trận tính xa hơn 10 trận thì qua ta chỉ thắng được ba ba trận thôi thua tới 6 trận hòa thua tới 5 trận anh em ạ hòa 2 trận Điều đó thể hiện rằng uh, cái phong độ cũng như thành tích của Qatar thời gian qua là cực kỳ kém. Ở World Cup thì uh, Qatar thua gần như là thua trắng hết nhá. Ở World Cup Qatar gần như thua trắng hết. Về thành tích đối đầu giữa hai đội thì như anh em thấy ở đây thì uh, Qatar đã giành được một chiến thắng ở trận giao hữu uh, năm 2022. Uh, trước trước World Cup. Trước World Cup họ thắng Panama với tỷ số 2-1. Còn ở CONCACAF năm 2021 cách đây 25 thì đã hòa nhau 3 đều. Và đặc biệt là Quata ở CONCACAF năm 2021 thì họ vào rất sâu. Họ vào rất sâu anh em nhá. Ở qua, uh, CONCACAF mùa 2021 thì Quata vào tận bán kết cơ. Cho nên là nếu trường hợp qua thắng ngược Panama mình thấy chẳng có gì là bất ngờ. Không có gì là bất ngờ cả anh em ạ. Ở trận đấu này thì mình sẽ không lên cho anh em kèo góc và kèo thẻ. Đây anh em nhìn thấy hiện tại nó đang có con số thống kê góc và thẻ. Ờ, với Panama thì uh, 5 trên 7 trận nó có dưới 10,5 góc. Còn với uh, Quata thì 7 trên 7 trận có dưới 10,5 góc anh em muốn đầu tư vào kèo góc và thẻ thì hãy liên hệ với mình khi trận đấu gần diễn ra hoặc bắt đầu diễn ra hoặc đang diễn ra Chứ hiện tại còn quá sớm quá sớm anh em nhé thường kèo góc thẻ thì mình sẽ đưa cho anh em khi nào có đội hình chính thức ra sân hoặc khi đang đá mà tốt nhất là đang đá ở trận đấu này thì như mình thấy ở đây thì hai đội tuyển sẽ có sự phục vụ của đầy đủ tất cả các cầu thủ nhá. Đầy đủ tất cả các cầu thủ tốt nhất. Đầy đủ anh em ạ. Và mình thông tin thêm cho anh em thì ở 3 trên 5 trận đấu gần nhất của Panama thì và 8 trên 10 trận đấu gần nhất của Qatar đều khép lại với hai hoặc ba bàn quay đầu. Tức là nó trường hợp nó có từ 2 đến 3 bàn là khả năng xảy ra cao. Cho nên là ở trận đấu này nếu mà một khi anh em đầu tư vào kèo qua ta được chấp anh em đi tài thì cửa ăn của anh em rất sáng. Nếu qua ta thắng thì anh em bú tất. Nếu trường hợp qua ta ghi bàn trước thì chắc chắn là trận đấu này sẽ phải nổ tài. cả hai trận đối đầu gần đây và ba trận gần đây của Panama và 6 trên 8 trận vừa qua của Qatar đều khép lại mà không bên nào giữ sạch lưới. Điều đó thể hiện cái gì ạ? Thể hiện là hai đội này có hàng phòng ngự cực kỳ kém anh em ạ. Có hàng phòng ngự kém. Và cơ hội để cửa tài trận đấu này mình nghĩ là ít nhất phải có 7-80% cơ hội anh em đầu tư vào cửa tài có thể ăn được với yeah. Ờ, uh, với Quata thì uh, ghi bàn thắng trước hai trận đối đầu trước Panama. Họ đều ghi bàn thắng trước Panama. Và 4 trên 5 trận đấu gần đây. Và cả 9 trận vừa qua trên sân trung lập thì Quata đều mở là đội mở tỷ số mình thông tin cho anh em thêm cái điều này. Tức là khả năng mình nghĩ rằng Quata mở tỷ số ở trận đấu này là cao và anh em đi cái kèo được chấp một hòa ăn 78 thôi, anh em vẫn có thể đầu tư cho mình. Nhá. Yeah. Rồi tiếp theo thì anh em hãy cùng mình quay trở lại cái mức kèo hiện tại. Hiện tại thì mức kèo đang là Panama chấp 0.75, anh em bỏ đủ ăn 80 và anh em đi Quata anh, anh em sẽ bỏ 90 ăn đủ. Thì mình sẽ không hướng anh em vào kèo này Mà anh em hãy vào kèo qua dương 1 cho mình nha Và kèo tài 2.25 cả trận này và kèo dung hiệp 1 Đây mình sẽ ra ngoài cái này để cho rõ ràng hơn cho anh em theo dõi Anh em hãy vào kèo qua ta được chấp 1 hòa Khi nào dung 0.75 cả hiệp 1 ăn đủ anh em đánh cho mình Ví dụ anh em có 10 củ anh em có thể dung 2 củ cái tài 2.25 này anh em có thể đánh cho mình 3 củ và kèo chấp một hòa này anh em đánh cho mình hai củ. Vậy là anh em đã hết 7 củ phải không ạ? Khi kèo mà nó xuống 2 hòa hoặc là xuống 1.75 anh em đánh nốt 3 củ vào cho mình. Ví dụ với những anh em có 10 củ vốn, anh em sẽ đầu tư như vậy cho mình nhá. Vậy là chốt 3 kèo qua ta dương 1, tài hiệp 1 0.75 và tài 2.25. Mình tin tưởng là qua ta trận đấu này sẽ ghi được bàn. Ok và video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video Thì với những anh em chưa có một trang chơi uy tín Một trang rút nạp nhanh Hãy liên hệ ngay với mình anh em nhé Còn với những anh em nào đã xem qua những video của mình Chưa like chưa đăng ký Hãy cho mình một like một đăng ký Cảm ơn anh em